Hiện giờ cái cuộc sống của chú ổn định không chú? Chú thì ổn định. Dạ. Nếu dư bằng đó thì dư để dành đó, còn ấy con cháu cũng gửi hàng tháng cho tiền về Sài Gòn. Dạ. Mấy đứa bằng đó. À. Cái đó thì về nhà thì nuôi dư sức chứ có gì đâu. Dư sức ha. Mình mấy con vườn đó là tạo ra sống. Dạ. Bây giờ chú thấy sức khỏe của chú còn khoảng bao nhiêu phần trăm? Cỡ 80%. Rồi. Còn em chú leo cây rồi bột xay rồi được, bột xay cắt lóc chú leo con lóc được mà mấy rồi cái dừa đó leo chú theo nhắm theo mấy quận chú leo nổi. Nãy chú kia là 83 tuổi mà đòi leo qua quận rồi chú leo mấy quận nổi? Cái bắc thang đồ này kia leo được chứ chú không leo dừa. Vậy là chú yếu. Leo cây chú yếu. Nhánh cây đồ này kia thì leo bị gì chú bột xay rồi này kia đó. Sức khỏe cũng còn ổn định. Ổn định ha. Còn cái chuyện sinh hoạt kia là còn đủ không chú? Bình thường không? Bình thường cái nữa ha. Cái cô đó không có nhà cửa, cô ở nhà trọ, đi bán vé số ăn, chú có chọn không? Thì coi được cũng chọn chứ, cái đâu mình về Hồ Huế với mình, về mình chứ đâu phải mà mình cần ra vào. Con chào chú nha. Chào. Dạ. À, chú giới thiệu đi chú tên gì và bao nhiêu tuổi đến từ đâu? Vợ nằm em sinh 1946. Dạ. Cậu sắp hơi bé. À. Chú nhiêu tuổi? Sinh 1946, này sắp 7. 77 tuổi. Dạ dạ. Chú họ và tên chú? Vợ Văn Liêm. Vợ Văn Liêm. Sinh 1946. Dạ dạ. Chú kể chút xíu về hôn nhân của chú đi, như thế nào? Công nhân của chú mà bà xã mất năm 92 tới giờ. 92? Năm 92, hôm nay cũng ba mấy năm rồi. Trong khoảng thời gian ba mươi mấy năm đó, chú có tìm được một cô nào nữa không? Cũng có là bạn bè này kia thôi chứ không có ai đem về nhà. Chứ như bạn bè ngoài đường thôi ha. Ừ. Còn để mà chính thức mà đem về nhà là chưa có. Dạ. Yeah. Chú được mấy người con? 7 đứa. 7 người con. Có chồng có vợ hết hả chú? Chồng vợ hết rồi. À, giờ chú sống với ai? Sống mình một, thằng Út thì gia đình nó đi làm ở Bình Dương hết. Dạ. Còn con cái thì cũng gia viên có vợ có chồng hết rồi. Dạ. Còn chú được bốn đứa trong nội trong ngoại, năm nay học đại học, ra trường ba đứa. Dạ. Có việc làm hết. Dạ. Còn thằng này học Phật Học Thật, năm nay năm thứ hai chưa ra. Dạ. Trường. Dạ. Cháu trong ngoại. Dạ. Cháu nội chú làm lĩnh vực đất đai, quân cờ đó. Dạ. Mới ra trường lực đó. Dạ. Rồi bây giờ cho con hỏi chú như thế này. Thì chú đã có con có cái. Đúng rồi. Trước khi lên chương trình này chú có thông qua con cái không? Chú tự do à? Tự do. Dạ. Rồi con nói chú như nè, mới nãy thì lại chương trình của mấy anh em đây thì đã có làm thủ tục tờ cam kết khi mà đăng cái video này lên là chú sau này bất cứ dù có chuyện gì không được quyền xóa clip và gỡ clip xuống. Con hỏi lại một lần nữa, chú có đồng ý không? Phải rồi. Chú đồng ý ha. Đồng ý. Ở đây là con không ép buộc chú nghe chú. Cái này chú tự nguyện ha. Dạ. Rồi bây giờ là chú làm cái công việc gì để mình sinh sống hàng ngày chú? Chú có hai con sẽ cắt và lập. Cái này đang sắp chập cho gia bông rồi. Dạ. Cái này cái năm mùa đầu tiên hay là cái mùa mười mấy năm rồi? Mười mấy năm. Cây cái bự nó rất bự. Vậy là mỗi một năm vậy là mình thu hoạch được năm giờ tổng được 80 triệu. 80 triệu. Dạ. Năm một năm hả chú? Năm giờ á. Năm giờ. Năm nay mới có gia bông rồi, mới được giờ xịt dược hết. Vậy ha. Hiện giờ cái cuộc sống của chú ổn định không chú? Chú thì ổn định. Dạ. Nếu dư bằng đó thì dư để dành đó, còn ấy con cháu cũng gửi hàng tháng cho tiền về Sài Gòn. Dạ. Mấy đứa bằng đó. À. Rồi bây giờ chú muốn tìm thêm một người bạn đời nữa thì chú có khả năng nuôi nổi không? Cái đó thì về nhà thì nuôi dư sức chứ có gì đâu. Dư sức ha. Mình mấy con vườn đó là tạo ra sống. Dạ. Cái này là chú thông cảm cho con nha. Tại vì con hỏi đây đang cho mấy cô á, mấy cô mà muốn đến với chú đó phải hiểu rõ về hơn chú. Rồi thì mấy cô đó mấy chị đó muốn đến với chú. Chứ giờ không biết thông tin gì thì đâu có cái gì gọi là chú có thể bảo đảm trong cuộc sống của ta không? Ta đâu có thể nào đến được. Nên con bắt buộc phải hỏi. Dạ. Thì chú xem trên chương trình của mấy anh em đây chú có thích cô nào chưa? Cô tầm 57 tuổi nãy đó. Chú phải nói tên không mấy thí gì đó hả? Cô
Thúy. Thúy hả? Thúy 57 tuổi hả? Dạ. Bây giờ trước khi con hỏi thêm thì chú giới thiệu về cái tính tình của chú đi, cái mặt ưu điểm và mặt cái mặt khuyết điểm của chú. Chú thì bình dân chứ không có cái gì mà khó khăn, không có gì dân cái gì sống vợ chồng không hút sống ở ngoài, người này đau bệnh lo người kia, kia đau bệnh lo người nọ thôi chứ không có cái gì mà khó khăn. Chú qua dốc cầu thơ bé xuống tới à? Chú tỉnh. Có tật xấu nào không? Chú có tật xấu nữa không? Không, chú không hút thuốc mà uống rượu nghe, có nhậu là lấy da chút đỉnh thôi chứ không thuốc là không có hút thuốc. Hẹn bây giờ không cờ bạc không gì chắc. Hẹn bây giờ cái đồ chú khoảng uống một khoảng bao nhiêu? Chắc nửa lít. Nửa lít. Ờ chính là mạnh hơn con rồi. Mạnh mấy tuổi mà còn mạnh mấy tuổi mà. Nửa lít nhiều khi qua dốc cầu thơ bé chú bấm cháo dưới dốc cầu đó. Dạ được được rồi, không con hỏi vấn đề này là chú là bảy mấy tuổi mà còn uống nửa lít là bình thường. Thì là mạnh hơn con rồi đó. Chú có uống thường xuyên không? Mấy ông bạn chết hết rồi còn ít người vậy hả? Muốn thằng mấy ông kia làm hết rồi đó. Vậy là chú Tiễn lâu lâu cái cũng bạn bè lại đó. Coi như sáng nào lại đó. Coi như là chú Tiễn dòng mấy chú đó đi hết rồi. Rồi giờ cũng ít uống. Còn được mấy tay thôi. Còn mấy tay. Lâu lâu có bạn bè lại thân thích uống. Chứ không có chú không có nhậu hàng ngày ha? Không. Đâu chú đâu ghiền đâu. Dạ. Một lần nhậu mỗi buổi sáng chú ra làm thủ kho Bình Dương á. Thủ kho thuộc xây dựng đó. Dạ. Làm là toàn công an cũng cũng như rồi rồi được rồi chú. Rồi được rồi. Rồi. Thôi tới đó được rồi chú. Con không có hỏi cái vấn đề đó chú. Thôi, là bạn ha. Dạ dạ dạ. Là 3 năm. Bây giờ chú thấy sức khỏe của chú còn khoảng bao nhiêu phần trăm? Còn cỡ 80%. Rồi. Còn em chú leo cây rồi bột xay rồi được, con xay cắt lóc chú leo con lóc được mà mấy rồi cái dừa đó leo chú theo nhắm theo mấy quận chú leo nổi, nãy chú kia là 83 tuổi mà đòi leo qua quận rồi chú leo mấy quận nổi, cái bắc thang rồi này kia leo được chứ chú không leo dừa là chú yếu. Leo cây chú yếu. Nhánh cây rồi này kia thì leo bị gì chú bột xay rồi này kia đó. Sức khỏe cũng còn ổn định. Ổn định hả? Còn cái chuyện sinh hoạt kia là còn đủ không chú? Bình thường không? Bình thường ha, bình thường vậy là tốt rồi, vậy là được rồi. Con hỏi cho ông kiểm tra giùm cho mấy chị kia luôn. Cũng như chú lại nhà thương thuốc nước mình nè, khám sức khỏe cũng khám tổng quát đó. Dạ. Ông định là cái thận tốt lắm, đầy đủ, nó ngon lạnh lắm, không có gì. Ngon lạnh ha. Chú ngủ bây giờ bình thường cũng như con trai vậy. Dạ. Còn dương trai là em. Đây là em. Bởi vì mới ham muốn nó sẽ là yếu. Yếu là coi như là mình không kiếm thêm ha. Mà con hỏi vậy thôi. Chứ quan trọng của mấy chú lên đây để tìm kiếm là không phải về cái chuyện đó. Là về cái chuyện mà để mà già, để mà hữu hỷ bên nhau, rồi để mà chăm sóc cho nhau thôi. Còn cái chuyện đó bắt buộc phải có. Đó. Cái đó là cái tình cảm mà về kiếm gì không có, mà người nữ phụ nữ đâu chịu đâu. Không có chồng hay có gì được phải không? Cái đó là cái tình cảm là bắt buộc ai cũng phải có được thôi, mà quan trọng cái tuổi già là có người hữu hỷ là cái quan trọng chính. Bây giờ chú chọn một người phụ nữ là như thế nào? Nói đàng chuyện đàng hoàng kia, già thì có chỉnh trạng rồi chứ không phải nói chuyện đâu không giờ đấy thì có không ha, nhiều người cũng dài. Nói chung là mỗi cái bản tánh khác nhau chút, không giống nhau được. Có người thì vui vẻ tung tăng dẫn lớn tuổi mà dẫn cái sở thích là tung tăng vui vẻ, rồi có người thì trầm lắng đó. Nói chung là thì chú chọn một người tánh tình sao chú phải nói hết ra để cho mấy chị hoặc mấy cô nè nhìn thấy để mà đến là bạn chú hòa đồng vui vẻ dễ thương rồi này kia thì nó nói chuyện đâu tới nhị đó. Nói chuyện đâu không giờ đấy thì nó cũng khó cho mình xử lý phải không? Dạ. Chú có phải chọn mập hay ốm? Vừa được rồi, mập quá con. Có khoảng nhiều ký chú? Chừng 50 trở lại rồi. Gì? 50 nhỏ lắm chú. 50 ký nhỏ lắm. Một xíu à. Chú này 67 tuổi, 67 ký à? 67 ký ít nhất là phụ nữ là chú bây giờ 55. 55 ký ha. Bây giờ cái mẫu người của chú thích là bự hay nhỏ? Chọn chị ấy vừa người được rồi, chứ bự quá cũng không ham. Sao không ham chú? Bự lỡ cái trời tháng gió bắc đó.
ờm ấm hả? Ôm thì nó mát hơn, còn người ốm thì ôm thì nó sương không. Bây giờ chú chia sẻ con tại tại sao mà chú khoảng gần 40 năm rồi phải không? Gần 40 năm rồi bây giờ chú mới lên chương trình để tìm một nửa yêu thương. Cũng có mà cũng như Đức Quang Tơ chỉ một nó Đức hoài hả? Đức Quang Tơ chỉ một cũng như quen rồi này kia đó nó không hợp thì dạ là cũng có rồi, quen cũng có quen nhưng mà không hợp tính rồi đúng rồi rồi cứ vậy hoài luôn vậy hoài chứ dạ. Còn bây giờ chú lên chương trình này với tụi con là muốn tìm một cái người mà thật lòng để với chú là sớm hơn tuổi già hay chú ha sớm hơn tuổi già đó dạ. Bây giờ là chú sống mình một luôn sống mình một nhà cửa đồ nhà cửa các chứ thằng cũng như Út ở đó hai vợ chồng nó đi làm ở Bình Dương hết rồi dạ mình chú ở nhà còn mình chú ở nhà dạ ở nhà với hai công dương à, hai công dương đó dạ. Với phần nhỏ con nó mua mấy miếng đất nữa thì trồng cây trồng cỏ rồi chú thăng sóc cho nó đấy nó cũng ở thành phố dạ. Mua đất này mặt tiền không mà chỗ đường vô Bắc Đôn đó dạ. Rồi lỗ mới là nó mở mua đất miếng rồi chỗ cái đường vô nhà chú miếng nữa nó mấy cái tiền trồng cây trồng cỏ chú trồng chú thăng sóc chú thăng sóc trên đó luôn thăng sóc dạ. Cho nó bây giờ con hỏi chú nè. Bây giờ có một cái cô nào muốn đến làm bạn với chú để sống với chú lâu dài dạ. Chú có phải tổ chức một cái buổi tiệc nào không? Đúng rồi, phải tổ chức một buổi tiệc nào ấy chứ không... liên quan cho biết dòng họ rồi này kia em... Tôi có phải mấy bạn chú dạ đâu có nhiều mà dòng họ bà con quen không có đâu nội mà con cháu chú hết mấy bạn rồi đó con cháu dòng họ ít nhất là con mới ba bạn rồi con bạn đó là bốn bạn ít nhất là phải bốn bạn nữa chú đúng rồi dạ. Rồi mấy còn mấy ông cốt còn mấy ông à. Thì cốt của chú nữa cốt còn mấy ông cốt còn được bạn không bạn của chú á bạn chú hả bạn chú thì bây giờ bạn đám dỗ đó đâu rồi chú cũng ít mời mấy ông mời hoài chú không có đi sao dạ. Gì chú gì đi không ăn uống bao nhiêu đó mình ra biến đi hả chú biến đi quá đi mình ta mình phát mời lại dạ. Qua có lại nữa mình dạ. Tính như vậy thôi một lần nhưng mà mình tới đám cưới mình mời chứ thì trong kế là mình mời đám cưới được, đường bàn không đường bàn không được chứ chứ không tiễn chồng muốn hết thôi thì là tính ra là cũng năm bàn đi dạ. Cũng năm bàn chú lo nổi không nổi mà nổi ha à. Rồi bây giờ chú chọn một người phụ nữ là chú có lựa chọn một người phải có nghề nghiệp, phải có tiền, phải có làm sao không chú nói hết rồi. Đàng hoàng lo làm ăn gì xanh xắm được rồi khỏi nghề nghiệp gì chứ già cả rồi nghề nghiệp gì nữa vậy. Ý của nói về nấu cơm nước rồi này kia ăn nó dạ, tâm sự tôi già được rồi ha. Tâm sự già. Bây giờ con hỏi là một thêm một cái nữa ha. Cái cô đó không có nhà cửa, cô ở nhà trọ đi bán vé số ăn. Chú có chọn không? Thì coi được cũng chọn cái đâu mình về Hồ Huế với mình về mình chứ đâu phải mà mình cần ta giàu mà lợi dụng ta đâu. Tại vì chú có nhà không? Chú phải về có nhà. Nói tóm lại là miễn cô nào thương chú là chú chọn hết. Không có lựa chọn cô đó phải có tiền, hơn cô đó phải có nhà cửa, không có chọn chuyện không, đó. Không có chọn gì. Miễn đó. Chú chọn ở đây là người đó thương yêu chú thật lòng. Dù cho người đó ở nhà trọ đi nữa chú cũng vẫn chọn. Đúng rồi. À. À, chú chọn vậy thì thật sự rồi nói thì nó dễ hơn dạ, cái phạm vi dạ. Chú kiếm một người bạn đời rất là dễ dạ. Nói chung ra thì hôm nay sáng giờ tiếng quay được hai chú mà sao con hỏi thiệt chú như thế này ha bữa nay chú lên chương trình sao mà chú không mặn cái bộ đồ cho nó sơ mi lịch sự chút chú thấy mình và bạn là mình thấy thôi ăn thua lại nói với thôi mình chứ không có cần quần áo không đi chốt cái tèo là thằng đó nó kêu chú chở không ấy chở lại tao phai nó lỡ đi tới cầu sắt tao bé rồi à. Tại vì chú không có quan trọng bề ngoài à, không ăn phải thua là cái đó là nói với tấm chân tình mình thôi dạ. Không có chú con nói chú này nè biết rằng chú nói chú không chọn ngoài nhưng ở đây là chú lên chương trình là dù cho sao đi nữa chú phải nó lịch sự hay là nó đúng đẹp rồi. Trai mình hơn chút nữa à, để cho mấy cô nó có ngừng có khi mấy cô nói trời ông nội là lên chương trình sao mặc đồ lộm thộm quá đó thì có thể người ta nói chú là không có khả năng mà để mà mua bộ đồ mới hay đồ đẹp này nọ đó là con sợ cái đó thôi vậy thôi chú dạ. Thì chú không nghĩ vậy à. Chú nghĩ mình định chân thôi bình dân miễn đi ra đường trong túi chú có tiền được ha
Thì mình có than được thôi. Quan trọng ở đây là theo chú nói thì cũng đúng chứ không phải sai, nhưng mà con nói là để tí thà là mình đánh nhà mà mặc đồ sao không được chứ. Khi mà mình bước ra đường không suy nghĩ dưới phần mình lên chương trình mình phải cho nó lịch sự mới mốt, và chú đi lại bạn gái đầu tiên nè, ví dụ đây mốt là có cái chị nào là muốn kết nối chú là trước tiên là chú phải thay đổi phong cách hiện giờ Anthony nè, Anthony là mặc cái áo sơ mi lên cho nó sạch sẽ, nó nỉ rồi này cái chú đo cái đó để xong nó nỉ rồi đến đeo thay vì bây giờ nó mà hiện rồi nó nỉ mới đã không khi mà mình xuống xe đó chú cà phê vòng vòng nó đi bộ đi đậu nó nỉ không mới sang mới đẹp á. Thì sẵn đây Tiến cũng nhắc lại thêm một lần nữa là Tiến phiên là tất cả cô chú anh chị em trước khi lên chương trình không phải là gì, thứ nhất là mình làm cho mình đẹp hơn, thứ hai nữa là mình phải tôn trọng khán giả. Nói anh này anh lịch sự, anh đẹp, có lên trình đẹp quá đó, thì mong rằng tất cả cô chú anh em sau này có lên chương trình Tiến phải ăn mặc cho lịch sự chút đó. Cho nó đẹp cái Tiến nói là đẹp hơn cho mấy chú thôi. Tôi biết hồi nãy không ai mà chào phải trở lại đi. lỡ rồi dạ thôi cái này thông cảm cho chú đi, không thiếu gì. Dạ mấy ba chú cà phê chú đồ bận bình thường mà mấy con la cha ba quần áo mới không bận quần áo mới thì cũng áo con này vừa bận đi uống cà phê được còn áo mới bận hoài bận cái nó hư muốn cái khác cái gì con cái chú lo chú đầy đủ. Dạ không con ăn thì nó lo nhưng ba hết tiền hay gì alo cái là tiền có nhà. Không con nói chú như thế nè, giả tỷ cái quán cà phê dặn nhà mình á chú mặc đồ nào đi lại uống cũng được hết, nhưng mà chú bước đi xa hơn chút xíu nữa có công chuyện gì là có công chuyện hay là phải cho nó tươm tắt cho nó lịch sự hơn chút, là để người ta nhìn vô nó ông này ông mặc già ha mà còn lịch sự quá. Có khi cái cô nào lỡ cô nào không có chồng thấy anh này im quá ta, già mà còn ngon quá ta ha, thí dụ vậy người ta cũng muốn làm bạn chú. Còn bây giờ chú bận đồ nó lẹn xèn quá thì nó ô ông này ổng muốn kết đẳng mà già mà thấy quan bộ đồ cái hết ham mày đó, thì nó lại như vậy đó. Thì Tiến chỉ phiên tất cả cô chú anh em thì mốt có lên chương trình này mặn đồ cho nó chỉnh tề hơn, cái đẹp hơn chú dặn. Dạ. Rồi thì thôi cũng thằng đó cũng vợ nó mất lâu rồi đó. Dạ con biết rồi, tại vì có lên chương trình con rồi. Thì giờ chú muốn nói lời nào cho thật lòng chú để mà mấy cô đó nghe được và hiểu được là muốn đến làm bạn chú nói những gì? Tính một chú già không có cái gì cả cái gì đó. Kiếm một người hút sống như nhau, khi chú đau bệnh người ta lo, rồi đó đau bệnh chú lo thôi, lo lại vậy thôi chứ. Thì bây giờ con nói chú vậy nè, chú muốn kiếm một người bạn đời để mà già để lo lắng cho nhau. Chú có chú hứa đi trên chương trình của con, nếu mà cô nào đến với chú sau này dù có sao đi nữa chú phải lo người đó suốt đúng đời. Rồi. Chú hứa đi. Chú chưa có chết thì cũng có đất chôn đồ này kia đấy. Đồ này kia đầy đủ hết trơn. Đó là chung kế bà kia tôi nằm giữa. Vậy là nằm hai, nói chung là chú dù sao nữa là chú nằm chính giữa hai người nằm hai bên. Đúng rồi. Chưa gì chân chú chính sao. Chú có người cậu. Dạ. Cậu còn sắc vô mới phải không? Dạ. Cậu nghe cậu sắc vô mà. Hai bà chết trước trong hai bên nữa để nằm phía giữa cầu vô lắm. Dạ cái đó là tính trước thời điểm trước. Ha. Chung là con bây giờ trò chuyện chú cũng rất là vui, chú cũng thật tình đó, thì Tiến cũng mong rằng tất cả cô nào muốn xem, trước tiên xem video này phải xem hết lớp hết clip nha, xem từ đầu cho đến cuối để nghe chú này muốn nói cái gì và hiểu cái gì. À, thì đến làm bạn với chú thì hãy thông qua với Tiến nha. Thì Tiến cũng nói rõ hơn, những cô chú anh chị em nào muốn kết tìm nửa yêu thương á thì phải lên kênh của Tiến thì Tiến mới kết nối lại. Còn những cô chú nào không, chỉ xin số mà không chịu lên kênh thì Tiến không có kết được, thì mong cô chú anh em hãy hiểu và thông cảm cho Tiến. Rồi Tiến cũng tạm dừng cái video đây, thì Tiến cũng chúc tất cả cô chú anh chị em một buổi trưa vui vẻ và an lành hạnh phúc. Có thương mấy anh em thì cho mấy anh em một lượt like, một lượt chia sẻ và nhớ đăng ký kênh dẫn tôi thông báo để nhận video mới nhất của Tiến và mấy anh em đây nha. Thôi chào khán giả, chú chào cộng đồng mạng. Dạ.